Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, đây là những con giáp cực kỳ may mắn hết phần thiên hạ trong ngày 29 tháng 10 âm lịch. Các bạn cùng kiểm nghiệm xem có đúng không nhé. Vận trình ngày 29 tháng 10 âm lịch của những con giáp này khá nhiều điều tốt lành và may mắn. Bạn có thể có được chút vận may về tài lộc bất ngờ như trúng số độc đắc, bốc thăm trúng thưởng hay nhặt được tiền. Những điểm may mắn của những con giáp này không phải là quá nhiều nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy phấn chấn trong những ngày cuối tháng này. Bên cạnh đó, vận công việc cũng có nhiều tin vui và điềm báo tốt được cấp trên tin tưởng và đồng nghiệp ủng hộ. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Tuất. Trong ngày 29 tháng 10 âm lịch, nhiều có lục hợp che chở mà một số việc trước đây tưởng rất khó nhưng cũng đã có thể giải quyết khi bạn nhận được sự chung sức của bạn bè, đồng nghiệp. Đôi khi trong khó khăn, bạn mới nhận ra mọi người đối xử tốt với mình đến mức nào. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của kiếp tài cho thấy người tuổi Tuất chịu oan ức vì một ai đó. Dường như họ đã đạt được mục đích khi chúng đang tác động tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Vì thế, bạn nên điều chỉnh cảm xúc sao cho hợp. Hãy để lý trí kiểm soát tất cả. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, dường như bạn đang có chế độ ăn uống không phù hợp. Dù bạn đã cố gắng bắt chước ai đó nhưng xem ra không hiệu quả, bạn nên tìm hiểu kỹ và cân nhắc hơn trước khi áp dụng cho mình nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự trong chuyện tình cảm. Được sao thái âm độ mệnh, con giáp này sẽ luôn cảm nhận được cảm giác an toàn và bình yên do người ấy mang tới. Người độc thân hãy mở lòng mình hơn để tăng thêm cơ hội gặp được định mệnh của cuộc đời, bởi có thể hạnh phúc vẫn luôn ở xung quanh mà bạn chưa từng phát hiện. Đừng mải mê tìm kiếm ở đâu xa xôi mà bỏ lỡ những điều đáng quý giá ở bên cạnh mình. Đúng ngày 29 tháng 10 sẽ là thời điểm tài lộc dồi dào nhất. Mặc dù bạn sẽ phải vất vả hơn thời gian trước, nhưng nếu cố gắng thì sẽ thu được những thành quả đáng tự hào. Công việc của con giáp may mắn tuần này tiến triển khá êm ả, giảm bớt cho bạn nhiều nỗi lo và áp lực phải chịu trước đó. Bạn chỉ cần tập trung hoàn thành các kế hoạch đặt ra thì hiệu suất đạt được đúng như mong đợi. Công sức cũng sẽ được ghi nhận xứng đáng. Tình cảm đôi lứa đã ngày càng tốt lên với sự che chở của tam hợp. Hai người dần hiểu đối phương và chấp nhận một số khuyết điểm của nhau. Hôm nay, bạn có cảm giác mình được bao bọc, yên ổn, cảm thấy hài lòng với quyết định mà bạn đã lựa chọn. Mộc thủy tương sinh giúp bạn giải thoát được những lo lắng liên quan tới sức khỏe. Hôm nay bạn có một giấc ngủ sâu, nhanh chóng hồi sức để sẵn sàng cho một ngày mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dần. Chính quan tương trợ giúp cho tuổi Dần củng cố niềm tin vào bản thân, bạn tin tưởng hơn vào những gì mình đang nỗ lực theo đuổi. Bản mệnh đang có cơ hội để bắt đầu những kế hoạch mới hiệu quả. Đừng bỏ lỡ vận may của mình, nếu không mọi thứ sẽ có thể tuột khỏi tầm tay. Tam hộ chỉ ra rằng hôm nay nên tập trung xây dựng mối quan hệ tốt với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Điều này không có nghĩa là bạn đồng ý hết với những ý kiến của họ. Thay vào đó, bạn nên biết lắng nghe và chỉ góp ý khi cần. Mộc khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới quyết tâm muốn tập luyện nghiêm túc của bản mệnh. Bạn không cần gắng sức, nếu thấy mệt thì cứ cho phép mình nghỉ và quay lại tập khi đã cảm thấy khỏe hơn bạn nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Trong ngày hôm nay, với sự góp sức của chính ấn, người tuổi Tỵ có được lợi thế với năng lực nổi trội trong một lĩnh vực mà bạn có thể được phát huy trong ngày hôm nay. Nhân cơ hội bạn có thể giúp đỡ nhiều người thì hãy thể hiện sự nhiệt tình và sự hứng khởi của mình nhé. Là con giáp nóng tính gây tổn hại không ít tới chuyện tình cảm, nhưng hôm nay nhờ có ngũ hành tương sinh mà những căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy đang dần qua đi. Thậm chí một số kế hoạch chung của hai người bắt đầu khởi động lại và mang lại cho cả hai nhiều niềm vui, nhiều tin vui mới.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm tuổi Ngọ. Thiên ấn hồi thúc con giáp tuổi Ngọ tập trung cho sự nghiệp, nhất là những ai lười làm thì cũng đã bắt đầu nhận ra đâu là hướng đi, mục tiêu của mình để bản thân tiếp tục cố gắng. Bạn đã biết sắp xếp thêm thời gian để học hỏi những kỹ năng mới, không cho phép mình dừng chân ở chiến thắng hiện tại. Ảnh hưởng của Mão Ngọ tương phá cho thấy một số việc bạn đã bỏ công, bỏ sức rất nhiều nhưng cuối cùng lại bị hỏng. Thay vì oán thán, bạn nên sớm nhận ra rằng cần tiết kiệm năng lượng của bạn và xử lý mọi công việc một cách thật thông minh nhé. Mộc hỏa tương sinh giúp cho vận trình tình cảm của người độc thân khởi sắc, thậm chí bạn còn có được nhận lời tỏ tình từ người khác giới mà bạn thầm thương, trộm nhớ từ lâu. Một số cặp vợ chồng hãy tận dụng thời điểm này để hàn gắn tình cảm nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Mùi. Trong ngày 29 tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được công việc mà tài vận đang có nhiều chuyển biến tích cực. Do vậy, các tinh ở bên, công việc của người tuổi Mùi tiến triển cực kỳ tốt, con đường công danh sự nghiệp khá thuận lợi, tất cả nhờ có quý nhân không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện cho con sắt này thể hiện năng lực vượt trội của mình. Chẳng những vậy, những chú dê còn nhận được cát khí từ ấn quan, mọi việc tiến triển trơn tru, suôn sẻ, không hề có trở ngại gì đáng kể. Bản mệnh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng đối với năng lực xuất chúng của mình. Tài vận khởi sắc vào những ngày này, thiên tài che chở cho con giáp này tìm được những thời cơ có thể kiếm tiền và phát tài phát lộc. Người làm công ăn lương có thể nhận thêm công việc từ bên ngoài để tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh có thêm mối buôn bán đáng kể. Đường tình cảm của tuổi Mùi khá sáng, tuy chưa có nhiều tiến triển rõ rệt. Nhưng mối quan hệ bình ổn đã là một tín hiệu đáng mừng cho thấy ngày chung đôi hạnh phúc không còn xa nữa. Dường như người ấy muốn dành cho bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất và bạn cũng muốn người ấy có thể mỉm cười mỗi ngày. Cả hai cùng nâng niu và trân trọng tình cảm dành tặng cho nhau. Nhờ có tam hợp mà bản mệnh có khả năng thích ứng rất cao, thậm chí bạn đủ nhạy cảm để có thể dự đoán ý định của một nửa của mình và hỗ trợ cho người ấy. Hôm nay tình cảm đôi lứa đong đầy cũng nhờ vào sự thấu hiểu, đồng điệu về cảm xúc. Ngũ hành xung khắc cho thấy thái độ chủ quan về vấn đề sức khỏe khiến một số người tuổi Mùi ốm đau. Lúc này nên tranh thủ thời gian để được nghỉ ngơi đầy đủ nhất có thể bạn nhé. Đừng để phải nhập viện vừa tốn tiền vừa mệt mỏi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 29 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn!